Rồi, xin chào mọi người. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cách sử dụng cái đèn LED Fireray M40 nha. Một cái mẫu đèn LED đang rất hot luôn. Và mình đang có bán giá cực kỳ tốt trên thị trường luôn. Rồi, thì cách sử dụng nó đơn giản. Thì bạn thứ nhất là bạn phải sạc nó full pin đã. Hoặc là có điện có pin đã thì bạn dùng mới được nha. Rồi, thì các bạn sẽ điều chỉnh. Mở công tắc lên thì nó sẽ nằm phần dim ngay đây. Off ra. Các bạn cái này đèn này mình rất thích cái kiểu xoay này. Rất là tiện đó. Đó, chỉ cần xoay cái thôi. Rồi nó sẽ lên đèn, tắt một cái nó sẽ lên sáng tối nè, bạn chỉnh nè 25% nè, 50% nè, 100% nè. Đó, rất là sáng nha, 40W cho một cái body nhỏ xíu như vậy. Con này phủ với nhất phải 2 đến 3 mét đó. Tại vì mình bán đèn LED rất là nhiều. Những cái dòng R70, 196 đèn Symmetric luôn là mình thấy trong cùng khoảng cách cái phòng mình, tại mình làm rất nhiều clip về những cái đèn á. Con này 40W nó sáng thật. Rồi, thì cái này là điều chỉnh sáng tối nha. Đó, bạn sẽ xoay cái này, còn bấm tắt đi và off. Rồi, đèn tắt đi, vặn lên. Rồi, nó sẽ mở lên, ok. Rồi, này chỉnh độ K. Đó, vàng nè. Đó, anh sẽ cắm, đó, xoay cái đây 2007 nè, đó, ánh sáng trắng nè. Đó, rất là đơn giản thôi. Còn cái trục này là trục xoay nha. Đó, xoay bấm, xoay bên vòng. Thì cái này bạn muốn gắn máy ảnh, bạn phải có một cái chân cao su để bạn gắn máy ảnh, bắt ốc 14 vào đây. Đó, nó để như vậy. Đó, kẹp lại máy ảnh. Đó, còn muốn xoay ngang ngang á, thì bạn phải bắt lên một cái chân như vậy. Đó, để bạn xoay cái đèn lên. Đó. Tại vì con đèn nó không có ốc xung quanh ngay đây. Nha. Đó, bạn muốn bắt buộc bạn phải bắt vào phần này để dập như vậy. Thì mình thấy có một cái điểm trừ là đó. Nó nghĩ là hay mình hay hơn, nó nên làm ốc như ốc những ốc ngay đây. Để mình bắt nó tiện hơn, để ngang như vậy cũng được. Để dập thì nó sẽ hơi cao. Ok, đó ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn nói cách sử dụng nha, rất là đơn giản luôn. Chỉ xoay vặn và sử dụng thôi. Rồi, rất là đơn giản, không có gì khó hết. Ok, rồi, sạc pin thì bạn sạc ở đây. Type-C hỗ trợ sạc nhanh tới 50W nha. Kiếm cục sạc 65W luôn, sạc cực kỳ nhanh. Rồi, tắt đi. À, còn cái này là mất hiển thị pin nha. Nó còn lại 3 nấc nè, cái gì 75% á. Tắt đi thì bạn chỉ cần xoay xuống thôi. Ok, khá là hay. Đó, gọn nhẹ đẹp. Rồi, có quạt tản nhiệt luôn. Nóng quá thì nó sẽ tự quay. Mình đánh giá cái đèn này rất là ok. Rồi thì đó là clip mình chia sẻ mọi người cách sử dụng đơn giản nhất với cái đèn này nha. Không có gì khó cả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cần đèn có liên hệ mình, giá cực kỳ tốt.